Bởi vì cái yếu tố chuyển giao, cái yếu tố quản lý gia sản chuyển giao lâu dài ấy, cái yếu tố cốt lõi quan trọng nhất ấy, đó là cái yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị quay trở lại với series quản lý gia sản cho người Việt. Ở tập trước chúng ta đã cùng nhau đi tới một cái nội dung hết sức quan trọng, đó là tính thế hệ và cái hành trình chuyển giao di sản trong gia đình. Và như đã trao đổi thì chúng ta đã cùng nhau thấy được rằng cái câu chuyện này ở Việt Nam còn tương đối là mới mẻ. Vậy thì ở nội dung ngày hôm nay, mời quý vị anh chị cùng với AZFIN chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện quản lý gia sản ở trên thế giới hiện tại như thế nào nhé. Xin chào anh Phục. Xin chào Minh Tiến ạ. Dạ. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, trong cái đặc biệt là trong thế kỷ vừa rồi thì đất nước Việt Nam chúng ta cơ bản mà nói là chỉ thực sự có điều kiện tập trung cho phát triển kinh tế sau cái quyết sách đổi mới năm 1986 của Đảng và Nhà nước. Thì cá nhân em thấy là cũng chính vì cái bức tranh lớn như vậy mà cái câu chuyện quản lý gia sản và chuyển giao di sản ở Việt Nam như chúng ta thảo luận ở tập trước còn khá là mới mẻ. Vậy thì ở bình diện thế giới, anh đánh giá là cái câu chuyện này nó đã được quan tâm rộng rãi hay chưa? Vâng, về cơ bản cái việc quản lý gia sản này thì sẽ rất được quan tâm đối với các nước mà có nền kinh tế phát triển. Thì khi đó của cải của người ta đã thặng dư rất là nhiều và dồi dào. Thế do đó cái câu chuyện của người ta hướng đến lúc này không phải là việc cố gắng làm sao cho kiếm được thật nhiều tiền, sao cho có một cái cuộc sống đầy đủ nữa, mà nó còn xa hơn. Đó là xây dựng quản lý cái gia sản đó hướng đến việc trường tồn một cách lâu dài. Chính vì thế cho nên ở trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, ví dụ như là châu Âu chẳng hạn, hay là Mỹ, Nhật Bản, thì cái câu chuyện này người ta đặc biệt quan tâm và chính là một trong những cái chủ đề đáng quan tâm nhất. Nhưng ở đây chúng ta cần phải nói là đáng quan tâm nhất với giới thượng lưu, với giới giàu có ở các nước phương Tây, chứ không phải là đối với toàn thể những người dân ở trong nước đó. Thì lâu nay thì tôi cũng đã được nghe rất nhiều các anh chị ở Việt Nam có chia sẻ rằng thôi cứ giống bọn Tây đi, tức là con nó lên 18 tuổi thôi ném nó ra đường, và mình nên quan tâm đến mình nên biết đến mình nhiều hơn. Nhưng thực ra đó chỉ là những cái góc nhìn mang tính chất phiến diện và thôi. Và đó cũng chỉ là góc nhìn đối với cái tầng lớp gọi là bình dân trung lưu, hay thậm chí là những cái tầng lớp thu nhập thấp tại các nước đó mà thôi, chứ không thể đại diện cho cả cái nền kinh tế hay các nước đó cả. Và chúng ta hãy cử nhìn xem, đó là ngay cả người Á Đông của chúng ta hiện nay, đặc biệt người Trung Quốc và bây giờ là người Việt Nam, đã đưa con sang châu Âu, sang Mỹ để họ học theo các cái phương thức của giới quý tộc, từ cái việc gọi là ăn uống ở trên bàn như thế nào, rồi các cái phong cách đi đứng chào hỏi, vân vân, rất nhiều thứ. Thì đấy chính là một cái phần nhỏ của cái quản lý gia sản mà chỉ có những cái giới thượng lưu họ mới quan tâm đến. Và rõ ràng cái câu chuyện ở đây là chúng ta đang bàn đến, đó là những người mà có điều kiện và những người mà mong muốn gia đình, gia tộc mình phát triển một cách mạnh mẽ, bền vững trong tương lai. Thì cái câu chuyện quản lý gia sản là một cái điều mà cần phải quan tâm và không được bỏ qua. Thế thì qua cái phần chia sẻ của anh Phục thì em có một câu hỏi, đó là cái câu chuyện này nó tương đối như anh nói là nó phổ biến ở các quốc gia phát triển thôi. Đó, ví dụ Tây Âu, Bắc Mỹ rồi hay Nhật Bản. Vậy thì một cái cách khái quát nhất thì cái câu chuyện về quản lý gia sản ở các cái quốc gia khác nhau, các khu vực khác nhau thì liệu nó có những cái đặc điểm chung hay không? Thực ra về cơ bản, cái nội dung chính về việc quản lý gia sản thì ở các nước đều có những cái đặc điểm chung là cơ bản. Ví dụ như là đó là cái việc xây dựng cái văn hóa gia đình, gia tộc. Từ đó là có được những cái truyền thống gọi là truyền từ đời này qua đời khác, tiếp nối nhau để hướng đến việc thành công một cách lâu dài. Thì đấy chính là những cái triết lý chung. Tuy nhiên thì trong đó thì cũng có những cái riêng. Đó là phụ thuộc rất nhiều vào cái vấn đề đó là văn hóa của mỗi nước như thế nào. Thì họ sẽ lựa chọn cái cách đào tạo các cái thế hệ ra sao cho phù hợp. Rồi bên cạnh đó, đó là cái tư duy của họ là có cái việc là thích những cái tài sản nào.
thì họ cũng sẽ có cái việc phân bổ khác một chút, khác một chút. Tôi lấy ví dụ như là tầng lớp quý tộc ở châu Âu chẳng hạn, thì họ rất là thích các cái tài sản đó chính là bất động sản, bên cạnh đó chính là các cái tác phẩm nghệ thuật lên ngôi, thế do đó họ dồn tập trung vào đó nhiều hơn. Còn đối với châu Á thì họ lại vừa thiên về bất động sản nhưng họ lại thiên về một cái khác nữa, đó chính là những cái tài sản vật chất, ví dụ ở đây như là vàng, vàng bạc chẳng hạn, thì họ cũng rất là quan tâm nhiều. Thì về cơ bản cái sự khác biệt ở đây nó cũng không phải là quá lớn đâu. Bên cạnh đó việc đào tạo con cũng vậy. Đào tạo con của người châu Á thì nó cũng có sự khác biệt một chút so với người châu Âu cũng như là người Mỹ. Nhưng mà về cơ bản cái mục tiêu, mục đích là giống nhau ở tất cả các quốc gia. Dạ vâng, cái phần anh Phục vừa nói thì nó sẽ thiên về cái hướng câu chuyện của văn hóa và giáo dục đúng không? Thì em sẽ có một cái câu hỏi nó liên quan nhiều hơn đến cái phần mà anh có chia sẻ ở ngay cái phần đầu chúng ta bắt đầu. Đó là câu chuyện về cái trình độ phát triển kinh tế thì sao? Liệu những cái quốc gia mà ví dụ đang phát triển chẳng hạn ấy, thì nó như thế nào? Thực ra về cơ bản cái câu chuyện trình độ phát triển của các nước ấy, để ảnh hưởng đến cái vấn đề quản lý gia sản thì nó cũng gọi là có những cái sự khác biệt nhất định thôi, chứ nó không khác biệt nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc quản lý gia sản này nó chỉ diễn ra ở các cái tầng lớp mà thu nhập cao và có điều kiện thôi. Thế do đó ngay cả các cái nước đang phát triển như Việt Nam thì những cái gia đình, những cái anh chị mà thu nhập cao, có tài sản lớn và mong muốn là quản lý gia sản, đào tạo các cái đội ngũ kế cận thì họ về cơ bản họ cũng đều tiếp cận các cái thông tin hay các cái thị trường cũng tương tự như những đại gia ở châu Âu hay ở Mỹ thôi, chứ cũng không khác quá nhiều. Tuy nhiên thì không phải là như vậy, không có sự khác biệt, mà sẽ có sự khác biệt nhất định. Bởi vì sao? Bởi về cơ bản là cái việc quản lý gia sản thì tất nhiên ở với phạm vi là toàn cầu, chứ người ta không tập trung trứng vào một giỏ. Kể cả người ta ở nước Mỹ đi chăng nữa thì người ta cũng cần đa dạng hóa sang các cái nước khác, sang các nước khác. Thì tương tự như thế, ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng có một điều cốt lõi là như này: gia đình, gia tộc người ta có nguồn gốc ở đâu thì người ta sẽ đầu tư ở đó nhiều nhất. Thế do đó đối với các cái nước phát triển ấy và các nước đang phát triển ấy, thì nó sẽ khác nhau ở về mặt phân bổ tài sản sẽ khác nhau. Bởi vì các nước phát triển thì những cái tài sản có triển vọng, có tương lai, tăng trưởng, phát triển tốt hay là bền vững thì cũng có sự khác biệt một chút so với các nước đang phát triển. Tôi lấy ví dụ như này, về lĩnh vực cổ phiếu chẳng hạn, thì rõ ràng ở các cái nước phát triển rồi thì cái lĩnh vực đó, cái triển vọng tất nhiên nó vẫn còn, nhưng nó cũng không được đánh giá quá cao như các nước đang phát triển có nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Thế do đó là cái tỷ trọng phân bổ nó sẽ khác nhau ở cái phần liên quan đến cổ phiếu chẳng hạn. Hay là tiếp theo về cái phần liên quan đến các cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn, thì tôi cũng đã chơi cùng khá nhiều các anh chị ở Việt Nam, thì cũng thấy rằng là họ cũng sưu tầm các cái tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên thì nó lại mang tính gọi là địa phương hơn một chút. Hay là các nước phương Tây đấy, họ sưu tầm các cái tác phẩm nghệ thuật, họ cũng hướng đến đó chính là các cái tác giả có nguồn gốc phương Tây. Ở phương Đông thì lại có nguồn gốc tác giả phương Đông. Hay ở Việt Nam thì sẽ có nguồn gốc là các tác giả ở Việt Nam. Và ngay cả miền Bắc, miền Nam chẳng hạn thì cũng có những cái sự khác nhau như vậy. Nhưng mà chung quy lại thì về cơ bản là nó cũng khác nhau không quá nhiều, và khác nhau về cái phần gọi là chiến thuật thực hiện hơn là cái phần chiến lược thực hiện. Tức là về cái mục tiêu mong muốn của mọi người cũng sẽ tương đối là giống nhau. Đúng rồi. Và cách thức thực hiện thì nó sẽ có một đôi chút cái khác biệt liên quan đến văn hóa là như đúng thế. Rồi, đúng rồi. Vâng. Vậy thì em có một cái thắc mắc là chúng ta vẫn hay nói nhiều đến cái câu chuyện của việc là ví dụ như ở Trung Quốc chẳng hạn, và Trung Quốc chẳng hạn là một cái đất nước mà có cái như câu chuyện chúng ta đang nói về văn hóa khá là giống Việt Nam, cái nền giáo dục cũng như là có khá nhiều cái câu chuyện mà cái sự gần gũi từ địa lý và văn hóa lịch sử của hai nước, thì cái câu chuyện ví dụ như là chuyển giao di sản ở Trung Quốc như thế nào? Với cá nhân em thì em hay nghe đến cái khái niệm đó là cái thế hệ giàu có thứ hai, phú nhị đại ở Trung Quốc đó. Và gần đây thì trong cái quá trình mà chuẩn bị nội dung cho cái buổi ngày hôm nay thì em có đọc được một số những cái bài báo, một số những cái nội dung mà nói đến là cái thế hệ đấy mà ở Việt Nam nó như thế nào, và người ta lo sợ về một cái câu chuyện tương tự như thế.
Vâng, về cơ bản thì ở đất nước nào cũng thế thôi. Thì cái việc chuyển giao này thì nó cũng có tỷ lệ thành công và tỷ lệ thất bại nhất định. Tuy nhiên ở các cái nước có nền kinh tế gọi là mới phát triển, mới nổi thì cái tỷ lệ thất bại nó nhiều hơn so với các cái nước mà có sự phát triển hàng vài trăm năm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã có những cái truyền thống đó và nó rất phổ biến rồi. Thì từ đó họ đã rút ra được nhiều cái kinh nghiệm thất bại cũng như cái kinh nghiệm thành công. Thế do đó là cái việc chuyển giao tài sản ở các nước đó thì nó cũng trở nên dễ dàng hơn khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như là cái chương trình liên quan đến quản lý gia sản chẳng hạn, ở Việt Nam của chúng ta gần như chưa có. Nhưng đối với các cái nước châu Âu thì cái tập đoàn Rothschild họ đã làm cho chính gia tộc họ thì hàng mười mấy đời rồi. Rồi sau đó họ còn lại xây dựng lên các cái chương trình để có thể phục vụ các cái tầng lớp gọi là giàu có sau này chẳng hạn. Thế do đó là họ có đầy đủ các cái công cụ cũng như là các cái phương pháp thực hiện một cách hiệu quả hơn. Còn ngược lại đối với người châu Á và nổi nhất ở đây đó chính là Trung Quốc, thì do cái nền kinh tế thực sự của họ mới chỉ phát triển cách đây khoảng 20 đến 30 năm trở lại đây thôi. Thế do đó các cái tỷ phú đô la của họ thì cũng chỉ mới có cách đây khoảng hơn chục năm mới bắt đầu có thôi. Thế do đó rằng là cái kinh nghiệm thực tế truyền lại của họ chưa có quá nhiều trong cái bối cảnh nền kinh tế hiện đại. Bởi vậy cho nên cái tỷ lệ thất bại của họ là cao hơn. Nhưng mà không phải là không có những trường hợp thành công. Thậm chí cũng có khá nhiều các cái trường hợp các gia tộc của Trung Quốc hiện nay đã lên đến 14, 15, thậm chí 20 đời giàu có một cách thịnh vượng và bền vững rồi. Thì đó là những cái trường hợp nói chung là nó cá biệt hơn, nó đơn lẻ hơn. Là do họ có được một cái truyền thống truyền từ xa xưa và cái văn hóa nó gọi là ngấm vào cái con người của cái dòng họ ấy, của cái gia tộc đó, thì từ đó họ sẽ thành công. Còn ở Việt Nam của chúng ta rõ ràng có thể thấy rằng kinh tế của chúng ta mở cửa những năm 90-2000 và Việt Nam gia nhập WTO là sau năm 2005-06. Thế từ đó là kinh tế của chúng ta thực ra mới phát triển chỉ đâu đó trong chục năm trở lại đây thôi. Và các cái tỷ phú đô la ở Việt Nam thì mới xuất hiện cách đây khoảng độ 5 năm thôi, chứ cũng chưa phải nhiều. Và cái tầng lớp doanh nhân đó thì bây giờ thì thông thường thì khoảng độ 50 đến 60 tuổi. Đấy là doanh nhân đời đầu. Và cái thế hệ kế cận của họ thứ hai thì bây giờ các bạn ấy đâu đó chỉ quanh khoảng độ từ 15 đến 30 tuổi thôi, chứ cũng chưa phải nhiều tuổi. Cá biệt thì có một số gia đình thì cũng đã có cái sự chuyển giao đến 4-5 thế hệ rồi. Thì cái điều lo ngại này là một cái điều cũng hết sức là thực tế, nhìn vào cái tấm gương đi trước của Trung Quốc. Thì tuy nhiên thì cũng giống như Trung Quốc thì cá nhân Phục thì cũng đã đi gặp gỡ, cũng đã trao đổi với rất nhiều. Thì đa phần thì các anh chị, các cô chú đó thì chưa chuẩn bị cho cái việc gọi là xây dựng gia sản để có thể là chuyển lại cho các thế hệ kế cận, mà về cơ bản bây giờ vẫn đang là tập trung vào phát triển cái doanh nghiệp của mình. Thế do đó rằng là cái xác suất để mà có nhiều gia tộc mà đạt được những cái điều đó thì nó cũng không phải quá lớn đâu, nhưng mà cũng không phải không có. Và cái điều này nó sẽ là một cái điều tất yếu trong cái giai đoạn chuyển giao đầu tiên, tức là giống như Nam chia sẻ đó là phú nhị đại thế hệ thứ hai đó. Đó. Tuy nhiên thì đối với những cái người mà chúng ta tiếp cận được sớm về cái câu chuyện và cái tầm quan trọng của quản lý gia sản thì hy vọng rằng trong tương lai khoảng 10, 20, 30 năm nữa thì cái tỷ lệ thành công của Việt Nam nó sẽ cao hơn. Vâng, trong phần chia sẻ của anh thì chúng ta nói đến câu chuyện của Trung Quốc đúng không ạ? Thì về cá nhân em thì em cũng đã từng trải qua một cái câu chuyện tương đối thực tế. Đó là với Mr. Park ạ, một người Hàn Quốc. Thì sau khoảng 30 năm mà gọi là đi làm những cái công việc liên quan đến yếu tố quốc tế, tức là sống ở các nước như là Brazil, Trung Quốc hay Việt Nam, với rất nhiều ở thời điểm là phụ trách khu vực Đông Nam Á của tập đoàn POSCO, thì cũng có cho mình một cái khối tài sản tương đối là lớn, chủ yếu là bất động sản, mình làm trong ngành mà. Đó. Tuy nhiên thì có một câu chuyện như ở Hàn Quốc là cái phần thuế thừa kế rất là lớn. Thì đến cái thời điểm mà con cái lớn chẳng hạn, là gần như là tùy cái loại bất động sản, nhưng mà gần như là nếu mà để lại cho con một ngôi nhà thì sẽ mất gần một nửa ngôi nhà. Thành ra là nó là một cái rào cản rất là lớn. Mà như anh nói là cái thế hệ của bác với cái độ tuổi hơn 60 tuổi
gần như là một thế hệ mà làm nên cái đất nước Hàn Quốc với kỳ tích sông Hàn như có như bây giờ, là thế hệ mà đi lên từ công trường, nhà máy thành công như thế, và chỉ là thế hệ đầu tiên thôi, chưa có kinh nghiệm, ngày trước là bố mẹ chưa cho cái gì cả, bây giờ mới có để cho con, và thực tế là rất khó khăn, rất vất vả. Và ở một câu chuyện lớn hơn, chúng ta đều biết là đại gia tộc Samsung khó khăn như thế nào, đúng không? Trong câu chuyện của thừa kế, đúng không? Rất mệt mỏi. Vâng, rất mệt mỏi. Chỉ là thế hệ thứ hai thôi. Vâng, và với những cái câu chuyện như thế mà chúng ta đã cùng đi qua một số những cái ví dụ như vậy, thì tóm gọn lại một chút ạ, những cái cơ hội hay là những thách thức như thế nào trong cái câu chuyện của chuyển giao di sản ở trên thế giới mà chúng ta có thể nhìn nhận một cách cơ bản ạ? Cái cơ hội để mà có thể chuyển giao thì rõ ràng là ngày nay khi công nghệ phát triển thì thông tin rất là đầy đủ và dễ dàng tiếp cận hơn. Thì từ đó thì có thể học hỏi thêm nhiều những cái kinh nghiệm từ các cái nơi khác. Tất nhiên thì những cái kinh nghiệm ví dụ như Việt Nam học của Mỹ, châu Âu v.v. ấy, thì chúng ta cũng chỉ là học một phần thôi. Chứ chúng ta không thể gọi là bề nguyên để áp dụng vào chúng ta. Bởi vì cái yếu tố chuyển giao, cái yếu tố quản lý gia sản chuyển giao lâu dài ấy, cái yếu tố cốt lõi quan trọng nhất ấy, đó là cái yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc, truyền thống gia đình, truyền thống của dòng họ đó. Thì nó phải phù hợp với chính cái nguồn gốc xuất xứ của họ. Chứ không phải chúng ta là một người châu Á mà chúng ta áp toàn bộ những cái thứ ở châu Âu vào mà có thể thành công đâu. Mà thậm chí là hoàn toàn thất bại. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể học hỏi rất nhiều thứ từ họ. Ví dụ như học hỏi từ cái chiến lược phân bổ tài sản này một cách hợp lý này, rồi là các cái chiến lược liên quan đến gọi là thuế thừa kế, rồi vân vân, rất nhiều thứ. Rồi bên cạnh đó là liên quan đến cái việc là đào tạo các cái đội ngũ kế cận đó. Thì ở Việt Nam hiện nay thì Phục cũng được biết là cũng rất nhiều các cái gia đình gia tộc là cũng khá thành công trong cái việc đào tạo tri thức cho con, tức là họ vừa kết hợp được cái văn hóa truyền thống của người Việt nhưng lại tận dụng được những cái kiến thức hiện đại của người châu Âu, người Mỹ đó. Nhưng để làm được điều đó thì bản thân những cái người đứng đầu đó thì họ cũng phải rất là bám sát và dành một cái thời gian cũng rất là nhiều, tương đối nhiều để có thể chăm nom, chăm sóc cho cái việc chuyển giao đó. Đó thì đấy là về cái thuận lợi là có thể học hỏi được rất nhiều. Nhưng mà về cái khó khăn thì đó là thế giới luôn luôn biến động, không ngừng. Thực sự là như vậy. Và chúng ta có thể xem lại lịch sử thì biết, đó là thế giới rất rất hiếm khi mà có thể bình yên lên đến vài trăm năm cả. Thì cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cách cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chỉ 30 năm thôi. Rồi sau đó thì rất nhiều các cái cuộc chiến tranh khác cục bộ hơn ở các khu vực, các địa phương. Rồi ngay cả các nước cũng vậy thôi. Ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, chúng ta thấy triều đại thay đổi cũng khá, cũng trung bình là đâu đó khoảng hơn 100 năm, 200 năm là thay đổi một triều đại. Và mỗi lần thay đổi như thế thì nó gần như làm đảo lộn mọi thứ. Đó. Ví dụ như là dòng họ này lên làm vua chẳng hạn, thì ngay lập tức có thể là quốc hữu hóa những cái tài sản ABC v.v. Đó, v.v. Rồi là ngay cả các cuộc chiến tranh xảy ra giữa các nước láng giềng chẳng hạn. Thì ví dụ như Việt Nam với Trung Quốc thì chúng ta rõ ràng là cũng bình yên được khá lâu rồi, nhưng mà cũng không thể chắc chắn 100% được. Đó, thế do đó là nó cũng có những cái thách thức gọi là của sự toàn cầu hóa, của sự rất là khó khăn như thế. Rồi là trong tương lai thì cũng có nhiều những cái chính sách liên quan đến thừa kế vân vân thì cũng khiến cho họ rất đau đầu, như Nam vừa mới chia sẻ, đúng không ạ? Thì tuy nhiên thì bản thân Phục thì đánh giá là cái điều đó là một điều rất cần thiết. Và cái quan trọng nhất là những cái gia đình gia tộc ấy thì phải đào tạo định hướng cho con cái của họ làm sao là phải tiếp nối được cái truyền thống kinh doanh một cách rất là theo một cách rất là bản chất, thay vì là ỷ lại vào cái đống tài sản của cha ông. Thì khi đó họ nộp thuế mất một nửa thì họ gần như mất rất nhiều. Nhưng mà nếu mà họ được tu bổ đào tạo một cách bài bản cẩn thận thì họ có thể là làm gia tăng những cái tài sản ấy rất nhanh chóng. Ví dụ như là giảm một nửa do nộp thuế chẳng hạn, thì họ làm tốt thì họ chỉ trong vòng 3 năm, 5 năm, 7 năm là họ lại có thể khôi phục lại được cái tài sản nguyên bản như thế hệ trước để lại. Và sau đó 5, 10, 20 năm sau họ lại có thể thúc đẩy cái tài sản đó rất tốt. Rồi lại tiếp theo là đến việc thừa kế, thì từ đó lại đóng góp một cái nguồn lực rất lớn cho đất nước để có thể phát triển.
Đó thì đấy chính là những cái thuận lợi cũng như cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì cũng đều có những cái hướng đi cả. Vâng, thế thì ở trong cái phần mà thực ra trong suốt cái hành trình vừa qua khi mà chúng ta cùng xây dựng nội dung của series này thì trong một số tập chúng ta cũng có nhắc đến một số những câu chuyện thành công của các gia tộc trên thế giới chẳng hạn. Thì góc nhìn của em thì em sẽ thấy là ở Việt Nam thì như anh chia sẻ là mọi người cũng có một cái tâm lý, mọi người tương đối là muốn nhìn vào những cái quốc gia phương Tây, châu Âu. Một phần là bởi vì là họ có cái những cái kinh nghiệm họ đã rất là sâu sắc rồi. Đó, câu chuyện của gia tộc Rockefeller hay là gia tộc của Rothschild như anh nói kiểu như vậy, thì ví dụ như hai gia tộc này đi, nếu để mà một cái tấm gương đó mà chúng ta nhìn vào những cái câu chuyện thành công thì anh có thể chia sẻ những cái góc nhìn nó chi tiết hơn về cách mà cái gia tộc này họ gìn giữ và họ phát huy hơn nữa cái sự thịnh vượng qua nhiều đời. Thực ra là có rất là nhiều các cái phương thức cũng như rất là nhiều những cái chiến lược hành động để họ có thể là đạt được mức đó. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta cần phải thừa nhận là như này, không phải là gia tộc nào làm cũng có thể đạt được cái điều đó. Bởi vì còn có những cái yếu tố chủ quan bên ngoài khác mà chúng ta chủ quan lẫn khách quan bên ngoài khác mà chúng ta không thể kiểm soát được. Đó. Tuy nhiên thì nghiên cứu những cái gia tộc mà thuộc dạng thành công nhất thế giới trong cái việc là xây dựng cái sự thịnh vượng trường tồn, ngay cả ở Trung Quốc cũng có khoảng 3 gia tộc rất nổi tiếng truyền đến hàng chục đời. Rồi là ở Mỹ cũng có rất nhiều gia tộc như Nam chia sẻ, đó là gia tộc Rockefeller và gia tộc Walmart, rồi khá nhiều các cái gia tộc khác nữa. Rồi là ở châu Âu hay trên thế giới thì nổi tiếng nhất là gia tộc Rothschild, đúng không ạ? Thì có một cái điều chắc chắn, một cái điều mà cốt lõi nhất của cái việc duy trì sự thành công đó, đó chính là xây dựng được một cái truyền thống, một cái nền văn hóa của gia đình, gia tộc rất rõ màu sắc, và nó ngấm vào máu của những cái người ngay cả mới sinh ra. Thế thì từ đó họ mới có thể phát huy một cách lâu dài. Còn thông thường chúng ta thường nghe ở Trung Quốc nhưng cũng như ở Việt Nam, người ta thường có câu là không ai giàu ba họ. Đó, đúng không ạ? Hay là chúng ta xem các cái đời vua, dù anh minh đến mấy thì thường chỉ khoảng độ 3 đời đầu đến 4 năm đời đầu là họ còn duy trì được sự thịnh vượng và anh minh. Còn sau đó các đời sau là nhạt nhòa dần và dẫn đến suy tàn. Đó thì cái yếu tố quan trọng nhất chính là xây dựng cái văn hóa truyền thống của gia đình gia tộc thì họ mới có thể phát triển lâu dài. Còn vì sao lại giải thích cái câu chuyện là không ai giàu ba họ hay là các cái đời vua thường không thịnh vượng quá 3 đến 5 đời? Là bởi vì ví dụ đời đầu tiên họ xây dựng lên thì dựa vào cái việc là phải đi chiến đấu. Thành ra họ rất là trân trọng và hiểu rõ những cái thành quả họ đang có. Đời thứ hai thì cũng lại cùng tham gia trực tiếp vào đời đầu để xây dựng lên những cái đó. Thế do đó họ cũng hiểu rất rõ và họ vẫn có thể tiếp nối được. Còn đời thứ ba thì lại được đời thứ nhất và đời thứ hai rất là áp sát để đào tạo một cách bài bản. Và từ đó đời thứ ba cũng có thể duy trì được sự thịnh vượng. Nhưng mà đời thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì bắt đầu giảm dần. Những người đó thì họ đã sinh ra trong nhung lụa rồi. Họ không biết đến các cái kỹ năng, các cái chiến lược để có thể xây dựng và phát triển cũng như duy trì một cách lâu dài. Đó, thì do đó là họ thường bị thất bại ở đây. Đó. Tuy nhiên thì nghiên cứu cái gia tộc ở Rothschild chẳng hạn thì tôi thấy rằng như này. Ví dụ họ có những cái quy định rất là khắt khe và chặt chẽ. Ví dụ trong gia tộc chẳng hạn, họ thường có một cái ngày trong một năm hoặc một ngày trong một quý, đó là ngày của gia tộc ấy. Tất cả mọi người tụ họp vào đó để cùng trao đổi với nhau, để gắn chặt tình đoàn kết, cùng trao đổi với nhau, lan tỏa về các cái kinh doanh, các cái dự án rồi vân vân. Đó. Và khi họ làm như thế, thế thì những cái thành viên trong gia tộc họ luôn luôn ghi nhớ trong đầu. Đó, và đấy chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ thôi. Còn rất nhiều các cái quy định ràng buộc khác cho các thành viên gia tộc. Thế là từ đó họ tự nhiên họ sẽ kéo gần nhau hơn, người này bảo người kia, và nó sẽ truyền được rất lâu dài. Đó thì đấy là tôi lấy ví dụ là cái cốt lõi nhất là như vậy. Đã vâng, thì anh Phục, như cái phần chia sẻ của anh Phục thì quý vị anh chị có thể thấy là nhấn mạnh rất nhiều đến câu chuyện của văn hóa,
yếu tố giáo dục trong các gia đình, gia tộc, đúng không ạ? Thì em có một cái câu hỏi nó sẽ liên quan tới những cái nội dung mà chúng ta trao đổi tập trước, đó là những cái gia đình mà có doanh nghiệp đó, hoặc có các cái tập đoàn, thì cái câu chuyện của việc là quản lý gia sản, nó ví dụ là chúng ta gói ở trong cái việc liên quan đến cái doanh nghiệp đấy thôi đó, thì có những cái câu chuyện mà thành công hay bài học gì mà chúng ta có thể học hỏi từ những cái kinh nghiệm quốc tế này? Vâng, về cơ bản là về cái chuyển giao ở các cái doanh nghiệp ấy, thì thực sự là nó cũng là một cái gì đó rất là khó, rất phức tạp. Thì thông thường đối với những cái doanh nghiệp ấy, thì người ta có hai phương pháp, hai cái hướng đi. Một là họ truyền lại các cái vị trí quản trị lãnh đạo đó, tức là đời con đời cháu tiếp nối ông cha để làm chủ tịch cái doanh nghiệp ấy, điều hành và phát triển doanh nghiệp đó. Thì ở cái trường hợp này thì thông thường ấy thì cái tỷ lệ thành công là cũng có, nhưng mà nó cũng không quá cao đâu, thực sự là không quá cao, bởi vì xảy ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ như là đời con đời cháu, ví dụ gia đình này lại sinh ít con quá đó, có một người con chẳng hạn đó, thì người con ấy lại thực sự lại không phù hợp hay không yêu thích cái kinh doanh thì rất là khó chuyển đấy, rất là khó chuyển đó. Thế thành ra là cái câu chuyện đầu tiên tưởng chừng rất là vớ vẩn, đó là phải sinh nhiều con một chút. Thực sự là như vậy. Quý vị không tin thì quý vị có thể xem lại, ví dụ như gia tộc Rothschild chẳng hạn, họ sinh bao nhiêu con đó. Tuy nhiên cái điều này tất nhiên nó mang tính gọi là gia đình, mang tính ấy. Nhưng mà tuy nhiên có một cái phần thứ hai, đó là người ta phát triển cái công ty ấy với dưới góc độ là đại chúng hơn. Đại chúng hơn. Thì để cái công ty có thể trường tồn một cách lâu dài, thì trong đó thì các cái thành viên của gia đình ấy, thì họ cũng huấn luyện để làm sao mà ngấm vào máu cái truyền thống kinh doanh và đầu tư. Tuy rằng là không có tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp ấy, nhưng mà cũng có những cái phần cổ phần ở trong đấy, có thể duy trì lâu dài. Bên cạnh đó thì người ta cũng hướng đến cho con cháu là phát triển thêm các cái dự án kinh doanh khác, để ngày càng đa dạng hóa hơn cái tài sản của mình. Cái tài sản của mình ở thứ nhất là đa dạng hóa giữa các ngành, thứ hai là đa dạng hóa giữa các quốc gia, các khu vực khác nhau đó. Thì từ đó thì họ muốn là xây dựng, quan trọng nhất là trọng tâm ở đây là cái doanh nghiệp đó, hay là trọng tâm ở đây là những cái thành viên trong gia tộc gia đình đó. Thì đấy là có hai cái hướng khác nhau. Thì ví dụ như là ở Mỹ có ông Bill Gates chẳng hạn, thì ông phát triển theo hướng thứ hai, để làm sao cho cái doanh nghiệp ấy có một cái văn hóa để doanh nghiệp ấy duy trì lâu dài. Và con cái của ông ấy thì ông ấy xây dựng các cái chữ quỹ từ thiện, quỹ đầu tư, quỹ vân vân, để ông ấy có thể là chuyển giao lại sau này đó. Và ông ấy đào tạo con cái rất là kỹ càng đó. Đó. Còn ngược lại đối với các cái nước châu Á thì họ lại thiên về cái trường hợp một hơn. Ví dụ như Nam có chia sẻ đó là tập đoàn Samsung chẳng hạn. Thì đến đời thái tử Lý vừa rồi là đời thứ 3, thứ 4 rồi, đúng không? Đó, thì họ là mong muốn xây theo cái hướng đó. Thì xây theo hướng đó thì họ cũng cần phải chú ý thêm một điều, đó là cái vấn đề thừa kế. Tức là ví dụ đời ông họ nắm khoảng 50% chẳng hạn, thì sau khi chuyển giao cho đời bố thì còn 25%, chuyển giao cho đời con có khi còn có 10%, rồi chuyển giao cho đời cháu còn thấp hơn. Thì họ rất khó về cái việc kiểm soát được những cái tập đoàn đó, phát triển những tập đoàn đó. Thì họ phải xây dựng ngay từ đầu, đó là dựa vào pháp lý để xây dựng, ví dụ như là cổ phần có quyền biểu quyết gấp 10 lần hay gấp 20 lần chẳng hạn, hay là những cái quy định ràng buộc khác ở trong cái điều lệ của công ty, thì từ đó thì có thể duy trì cái vấn đề đó lâu dài hơn. Dạ vâng, ở đây thì em có một câu hỏi thôi, nó có lẽ là sẽ về cái câu chuyện cá nhân dựa trên một số góc nhìn, một số doanh nghiệp mà chúng ta đang có thể nói là thấy ở Việt Nam, và cái câu chuyện tương đối là phổ biến về cách làm của các gia đình. Anh nghĩ như thế nào về câu chuyện của việc là một số gia đình tương đối là thành công, có các doanh nghiệp tương đối lớn, con cái thì đi du học ở nước ngoài, trở về ở cái độ tuổi đâu đó tương đối trẻ, ngoài 20 chưa đến 30, và ngay lập tức nắm giữ những vị trí rất quan trọng ở trong những doanh nghiệp đấy, thậm chí có thêm một số những cái câu chuyện phụ thêm, đó là các cái công thần ở giai đoạn trước ấy, thì gần như là ngay lập tức là bị cho ra rìa. Thì quan điểm anh thế nào về cái câu chuyện?
Vâng, thực ra là cái này về cái ý tưởng thì nó không sai. Nhưng mà cái việc hành động thì có thể là hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Thì cái câu chuyện muôn thuở từ xưa đến nay, từ thời Phạm Lãi rồi là từ thời Hàn Tín, đó là điều tận thì cung tàn. Đấy, tức là các cái công chư thần đi chinh phục được gọi là thành quả rồi, đúng không? Thì xây dựng một tập đoàn, một đế chế rất lớn rồi thì họ thường là cũng bị gọi là các ông chủ gọi là gần như là loại bỏ ra khỏi doanh nghiệp. Thì cái điều này cũng là một cái nguyên lý cũng khá là phù hợp, tức là họ phải loại bỏ những cái công thần đó thì để cho các cái thế hệ sau mới có thể lên nắm quyền. Đó, nắm quyền vận hành được. Chứ không nếu để các cái công thần đó thì vô hình chung sẽ là những cái rào cản rất lớn. Tuy nhiên thì cái việc thực hiện này thì phải rất là khéo léo. Còn nếu không ấy thì có thể gây lên một cái sự lung lay dữ dội. Bởi vì dù sao là những người đó là những người bám rễ rất sâu, họ là những người đóng góp rất nhiều, có vai trò rất quan trọng. Còn nếu mà thay thế ngay lập tức bằng các cái bạn thanh niên mới ngoài 20 tuổi một chút, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chưa được dẫn dắt và chưa được am hiểu cái văn hóa của doanh nghiệp của người Việt Nam mà vào dẫn dắt thì gần như là sẽ bị sốc văn hóa và sẽ bị thất bại. Thì ở Việt Nam thì cũng có một số trường hợp thì Phục cũng biết, thì về cơ bản là cũng cũng có cái sự trật choạc và thậm chí là có thể đối mặt với nguy cơ thất bại. Thì thay vì thế thì họ hãy gọi là đưa các cái thế hệ thứ hai đó từ từ từng bước, và đặc biệt quan trọng đó là chính những cái người dẫn đầu ấy là những người phải kèm cặp bám sát con cái của mình trong vòng một cái thời gian rất là dài. Dài thực ra cũng không phải quá dài, nhưng mà ý rằng là bám sát ít nhất nó cũng phải tính bằng 5 năm, 10 năm. Từ đó dẫn dắt các bạn ấy vào cái việc kinh doanh một cách từ từ thì các bạn không bị sốc. Tức là từ những cái vị Đó. trí nó cũng tương đối cơ bản đúng Đúng không? rồi, tương đối cơ bản nhưng mà phải là những cái vị trí gọi là then chốt cơ. Tương đối cơ bản nhưng phải là những cái nơi then chốt. Thì từ đó thì các bạn ấy học hỏi dần dần và cuối cùng nâng cấp lên. Thì sau này thì khi đó các bạn ấy mới có thể có đủ năng lực để tiếp nhận các cái vị trí đó là thứ nhất. Thứ hai thì khi đó là những cái cán bộ công nhân viên cấp dưới thì họ mới gọi là có thể gọi là tin tưởng và sẵn sàng đồng hành. Chứ còn ngay lập tức cũng giống như một ông vua con mới 3 tuổi, 5 tuổi mà lên ngồi trên đầu họ chẳng hạn thì họ sẽ không phục. Đó, và gây ra những cái rất là khó khăn. Thì cái câu chuyện anh chia sẻ là họ làm thế là về cái tư duy chiến lược là hợp lý. Nhưng mà việc hành động thì có thể là vội vàng. Vâng, chúng ta thường hay nói nhiều đến cái câu chuyện của việc là như phần anh có chia sẻ ở cái khúc đầu tiên, đó là cái cách làm ở trên thế giới nhiều nước phát triển, đó là cha mẹ khi mà con lớn lên, ví dụ là 18 tuổi ạ, mà các bạn bắt đầu đi học đại học, là thanh niên ở những cái nước này đã phải bắt đầu đến câu chuyện của việc là vay nợ để đi học rồi đó. Và ở Việt Nam thì có khá nhiều người như anh nói là cái câu chuyện về việc là chúng ta có thể học hỏi và cứ để cho bọn trẻ như vậy đi đó. Thì ở đây em có một câu hỏi, đó là anh đánh giá như thế nào về cái câu chuyện của giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên ở trên thế giới, những cái nước phát triển ấy, liệu mà cái việc mà gia đình bố mẹ các bạn ấy và cái lối sống ở các nước phát triển nó như thế, thì liệu là có phải họ làm tốt cái công việc mà giáo dục tài chính cho thanh thiếu niên hay không, và có phải là các bạn ấy rất là giỏi trong cái câu chuyện về quản lý tài chính cá nhân của bản thân hay không? Vâng, thực ra là ở các nước phát triển thì cũng giống như Việt Nam, đó là những cái tầng lớp mà thu nhập trung bình đổ lại ấy, thì cái hiểu biết về tài chính của các bạn cũng kém lắm, thậm chí còn kém hơn ở Việt Nam cơ. Đó, đấy đấy là một cái thực tế. Thì thực sự là những cái hiểu biết về tài chính, về gia sản, về quản lý gia sản vận hành thì chỉ có những cái tầng lớp gọi là thượng lưu thì họ mới được tiếp cận nhiều và họ rất là thành thạo và hiệu quả. Và ở các nước phương Tây thì họ có cái văn hóa mở và tin tưởng cố vấn. Thế thành ra là cái việc vận hành nó một cách nó chuyên nghiệp hơn và thực tế là hiệu quả hơn. Tôi lấy ví dụ như này. Ở các nước phương Tây thì về tài sản của họ có bao nhiêu như thế nào thì nó khá là công khai. Bởi vì các cái pháp luật quy định nó rất rõ ràng. Nếu mà tiền của họ mà xuất hiện không có nguồn gốc rõ ràng ấy, thì họ sẽ bị tịch thu, vân vân và xử lý. Thế do đó là cái tiền của họ nó không phải là một cái gì đó quá bí mật.
Chính vì thế họ cũng là công khai. Và họ sẵn sàng là thuê các cái bên tư vấn, quản lý riêng để làm sao cho vận hành cái tài sản một cách chuyên nghiệp nhất và hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn. Thì ông có cả những cái chuyên gia, có thuê một cái chuyên gia riêng chuyên quản lý các cái tài sản đầu tư cho ông. Thế thành ra là ông ấy chỉ việc gọi là duyệt những cái thứ đó thôi. Thì từ đó là vận hành cái tài sản nó được trơn tru hiệu quả hơn. Và đặc biệt là ông ấy có nhiều thời gian dành cho các cái công việc, ví dụ như là dành cho con cái, dành cho gia đình, rồi dành cho cái việc là từ thiện hay những cái công việc lớn lao khác. Thế do đó cái việc đó làm khá là chuyên nghiệp và bài bản. Tuy nhiên ở Việt Nam ấy, hay là các cái nước châu Á nói chung ấy, thì về cơ bản là tài sản là một cái gì đó bí mật. Họ rất là ngại chia sẻ. Và thậm chí là gần như là cái tỷ lệ muốn chia sẻ gần như là chỉ một vài phần trăm. Đây cũng là góc độ văn hóa đấy, đúng không? Thứ nhất là do góc độ văn hóa. Bởi vì họ sợ lộ. Và lộ thì dễ là bị chiếm đoạt, bị mất. Theo cái truyền thống ngày xưa nhé. Đó, còn kể cả thực tế bây giờ phát triển hiện đại hơn thì họ cũng không muốn lộ. Đó thì cái câu chuyện là do cái văn hóa. Thì khi họ không muốn lộ thì họ cũng không dám thuê các cái chuyên gia và tư vấn nhiều. Mà nếu chuyên gia tư vấn thì nó cũng mang tính chất nửa vời. Thế do đó cái việc quản lý, vận hành và chuyển giao của họ nó khó khăn hơn rất nhiều. Đó, rất nhiều. Và cái tỷ lệ thành công cũng thấp hơn rất nhiều. Đó, thì đấy là một cái thực tế như thế. Hay là ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta chẳng hạn, thì rất nhiều người rất giàu có, nhưng vấn đề họ không chứng minh được cái nguồn gốc của cái nguồn tiền đó. Thế thành ra là họ không dám là công khai, không dám đưa ra. Và cuối cùng là sau này thì chuyển giao rất khó và thậm chí là vận hành vô cùng khó, thậm chí lụi bại đi. Đó, thì đấy là cái câu chuyện về cái việc là có những cái văn hóa hay là có những cái pháp lý hay vân vân nó khác nhau trong cái việc quản lý và chuyển giao như thế. Thì bổ sung cho cái nội dung mà lúc đầu anh Nam có chia sẻ vì sao là cái tỷ lệ phú nhị đại vân vân ở Trung Quốc nó lại thành công thấp hơn, là một phần là như thế. Đấy, còn đối với tôi cho rằng là, tuy nhiên thì tôi cho rằng là hoàn toàn có thể các cái anh chị ở Việt Nam, đặc biệt là các anh chị liên quan đến chủ doanh nghiệp hoặc là các anh chị mà đã có đầu tư tích lũy được một cái tài sản tương đối lớn, thì thứ nhất là các anh chị cần phải cởi mở hơn và tận dụng được những cái nguồn lực của những người giỏi ở các cái lĩnh vực khác. Chứ thay vì mình phải tự làm tất, vừa không hiệu quả vừa tốn thời gian rất phức tạp. Thứ hai là cái việc giáo dục đào tạo con cái ấy, thì chúng ta cũng nên kết hợp cả hai, giáo dục nội bộ lẫn giáo dục bên ngoài. Thì cái giáo dục bên ngoài thì các anh chị thông thường là tìm đến các cái nền kinh tế phát triển, có cái nền giáo dục rất phát triển như Mỹ và châu Âu. Thì các bạn ấy sẽ học được những cái kiến thức hiện đại ở trên thế giới. Nhưng đồng thời với đó thì các anh chị cũng phải bớt cái lượng thời gian của mình và đồng hành cùng con để có thể là đào tạo cho con một cách gọi là chuẩn chỉ hơn về cái gọi là truyền thống gia đình, rồi truyền thống kinh doanh, rồi doanh nghiệp gia đình, rồi tài sản của gia đình như thế nào. Thì từ đó thì cái việc tiếp nhận và kế thừa thành công nó sẽ cao hơn. Còn đối với rất nhiều các anh chị gọi là đang trong cái quá trình xây dựng tài sản nhưng mà cũng muốn tìm hiểu thêm, thì tôi xin chia sẻ như này. Đầu tiên là các anh chị tham gia cái quản lý gia sản này để truyền cho các thế hệ tiếp theo thì các anh chị phải tham gia với một cái đầu rỗng. Đó, tôi gặp rất nhiều anh chị rất tự tin là ôi anh chị dạy con về tài chính về này kia chuẩn chỉ lắm. Nhưng thực tế tôi hỏi phỏng vấn các anh chị luôn thì kiến thức tài chính của các anh chị gần như bằng không. Toàn những cái kiến thức nó gọi là vụn vặt, nhặt nhạnh ở chỗ này chỗ kia nhưng nó lại không chính thống, nó không đúng. Nhưng mà các anh chị lại rất tự tin về việc là tôi đào tạo tài chính cho con. Thế thì cuối cùng là các anh chị đào tạo như vậy thì đào tạo các bạn sai hết rồi. Thế thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thế thì cái lời khuyên cho tôi là tôi cho các anh chị ấy, đó là thứ nhất là các anh chị cần phải tiếp cận. Đầu tiên là anh chị phải đi học đấy, hiểu và tiếp cận được đúng đấy. Rồi sau đó các anh chị mới gọi là đồng hành cùng con, chứ đừng nên đào tạo con. Cái việc đào tạo con thì nên để những cái đội ngũ chuyên nghiệp họ đào tạo cho. Còn cái việc đồng hành, thực thi vân vân thì khi các anh chị có kiến thức rồi thì có thể đồng hành, thực thi cùng các con. Chứ phụ huynh Việt Nam thì là một trong những cái nhóm phụ huynh là tự tin nhất thế giới về việc dạy con. Nhưng thực tế thì nếu mà thông qua các bài test, bài kiểm tra thì thực tế là cái độ hiểu biết về tài chính của họ gần như không có.
Đó thì đấy là tôi chia sẻ thêm một cái thực tế nó hơi buồn cười là như vậy. Dạ vâng, thì câu chuyện của anh Phục có lẽ lại nhắc lại và nhấn mạnh vào cái phần liên quan đến giáo dục. Và chúng ta cũng sẽ cần phải, ở phần này thì thưa quý anh chị là chúng ta sẽ cần phải tương đối rõ ràng là ở trên thế giới, thậm chí là các nước phát triển thì các bạn thanh thiếu niên họ cũng còn rất là thiếu những cái câu chuyện liên quan đến kiến thức tài chính, kỹ năng tài chính. Và nó dẫn tới những cái điều mà có lẽ chúng ta tương không khó để tiếp cận, đặc biệt là trong giai đoạn Covid, khi mà cái yếu tố tiết kiệm của mọi người trước đấy, của những cái ở đây nó góc độ văn hóa và hành vi đúng không ạ, ở các nước phát triển đó, mọi người sống không tiết kiệm, và khi mà Covid ập đến đó, thì khó khăn hơn rất nhiều. Ở Việt Nam đấy, thì ở Việt Nam cũng không thiếu những câu chuyện là người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam giai đoạn Covid đấy đi ra ngoài đường và treo một số cái biển chúng tôi xin tiền hay chúng tôi xin đồ ăn. Thực tế nó cực kỳ rõ ràng như vậy. Và có rất, ở những nước phát triển thì câu chuyện về việc là những cái bạn ở độ tuổi 2X ngoài 20 tuổi phá sản rất bình thường. Hay ở gần gũi với Việt Nam là có Hàn Quốc, đúng không? Không hiểu biết về tài chính và đầu tư mạo hiểm Forex hay là crypto thì đấy, thì nó sẽ là cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta nên rõ ràng hơn với nhau về, và cũng không cần phải tự ti quá về cái góc độ là hiểu biết tài chính của người Việt Nam mình. Đó, và như rất nhiều lần anh Phục nói cũng như là Isaac Finn cũng bày tỏ cái lòng tự hào rất nhiều về cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đặc biệt là trong cái câu chuyện về gìn giữ những cái giá trị về mặt gia đình, muốn để lại cho con cái những cái kể cả tài sản hay gì đấy, và sống rất là tiết kiệm, rất là đức hạnh, kiểu như vậy đúng không ạ? Vâng, chúng ta đã nói khá nhiều đến câu chuyện về giáo dục hay về văn hóa anh Phục ạ. Vậy thì về một cái công cụ để đầu tư, ở đây chúng ta nói đến góc độ về đầu tư tài chính đi, thì câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay đó là theo kinh nghiệm quốc tế thì anh thấy như thế nào, các cái loại hình đầu tư tài chính nó đóng vai trò mức độ quan trọng ra sao trong cái việc bảo vệ gia sản và chuyển giao di sản? Vâng, về cơ bản các cái kênh tài sản thì từ xưa đến nay thì luôn có những cái kênh tài sản mới. Thực tế thì các cái kênh về đầu tư tài chính thì đâu đó mới có khoảng độ hơn 200 năm trở lại đây. Và nó thực sự phổ biến thì mới trong vòng khoảng độ 100 năm trở lại đây mà thôi. Thế do đó rằng là về cơ bản là chúng ta cũng phải cần phải dành những cái sự quan tâm nhất định cho nó. Bởi vì dù sao nó là một kênh mới và là một kênh triển vọng của tương lai, đặc biệt là ở Việt Nam. Thì hiện nay các cái tỷ phú hay các cái người giàu ở trên các cái nước phát triển có thể thấy là tỷ lệ họ nắm giữ những cái tài sản tài chính là rất lớn. Rất lớn. Và họ cũng phân bổ cái lượng tài sản của mình vào cái kênh tài sản tài chính là có tỷ trọng cũng rất cao. Đâu đó cũng chỉ kém bất động sản một chút thôi. Đó. Còn ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì về cơ bản cái kênh tài sản tài chính thì cũng được quan tâm rồi. Nhưng nó mới chỉ ở cái bậc thấp thôi. Đó chính là gửi tiết kiệm với khoảng độ hơn 7 triệu tỷ trong năm 2023. Đó là của cá nhân. Rồi bên cạnh đó là những cái kênh của chúng ta rất truyền, ví dụ như là bây giờ vàng cũng được coi là một kênh tài chính, cũng có thể coi. Đó thì nó là một cái kênh cổ truyền. Đấy, nhưng mà cái kênh hiện đại hơn, ví dụ như là cổ phiếu chẳng hạn, trái phiếu thì lại tương đối ít. Thế do đó rằng là chúng ta cần, thứ nhất là cần phải cân đối lại về cái tỷ trọng các cái kênh này vào trong cái bức tranh tài chính của chúng ta. Và theo một cái nghiên cứu của Mỹ từ năm 1802, cũng như là nghiên cứu của Úc từ năm 1900 đến nay, thì ở Mỹ như vậy là nghiên cứu được 200 năm, ở Úc được khoảng 100 năm, thì họ cho thấy rằng là cái kênh tài sản tài chính là cái kênh sinh lời rất cao. Ví dụ ở Mỹ cái kênh cổ phiếu sinh lời rất cao. Hay là ở Úc thì kênh cổ phiếu sinh lời cũng tương đương cùng bất động sản và cũng là cao nhất. Chính vì thế cho nên là trong tương lai ấy, thì nhà đầu tư anh chị em thực hiện cái việc quản lý gia sản, trong đó thì xây dựng cái tài sản của mình thì không thể thiếu được cái kênh tài chính đó. Và cái kênh tài chính đó ngoài cái việc là sinh lời tốt và triển vọng tốt nhờ kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng và phát triển mạnh, thì cụ thể đây là cổ phiếu tăng khoảng hơn 12% một năm từ năm 2000 đến nay, gọi là cái kênh sinh lời cao thứ hai chỉ sau vàng, sau bất động sản. Đúng không? Thì còn có một cái câu chuyện, đó là cái tính lỏng của cái tài sản này là rất cao, thanh khoản rất cao, thanh khoản của nó thậm chí còn cao hơn vàng nữa.
Vàng thì có thể là phải chạy đi chỗ này chỗ kia bán, cầm đi cầm lại. Còn cái này chỉ cần một cú kích chuột hoặc là một cái cú bấm trên app là xong. Đó, thanh khoản cao. Cái thứ ba là cái kênh tài sản tài chính, là cái kênh mang lại cái dòng tiền lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Tôi lấy ví dụ nếu mà mua nhà hay là mua các bất động sản cho thuê, nếu chúng ta may mắn mua được cái giá rất rẻ thì chúng ta được cái dòng tiền khoảng độ 4-5% một năm. Còn lại thì đa phần thì nó chỉ khoảng độ 2% thôi, nếu trừ khấu hao thậm chí còn có 1%. Thì tôi lấy ví dụ ngay là cái căn nhà chúng ta đang ngồi đây là một căn biệt thự định giá vài triệu đô, nhưng thực tế giá thuê một năm thì đâu đó có khoảng độ 500-600 triệu. Như vậy là chỉ 1% thôi, đúng không ạ? Thì nó không nhiều đó, về mấy mặt dòng tiền nhé, không nói về mặt tăng trưởng. Rồi tiếp theo nữa là về cái việc là chúng ta có thể lựa chọn ở các cái kênh tài sản tài chính hoàn toàn có những cái danh mục đầu tư vừa tăng trưởng tốt lại vừa có thể mang lại dòng tiền 5-6% một năm. Còn nếu mà chúng ta mà lựa chọn chắc chắn hơn, chúng ta không muốn tăng trưởng nhiều thì tăng trưởng ít thôi, thì chúng ta lựa chọn được những cái danh mục có thể mang lại dòng tiền đến 7-10% một năm. Thế do đó là cái kênh tài chính đầu tiên làm có vai trò rất quan trọng trong thời buổi kinh tế phát triển và hiện đại như ngày nay cần phải có. Thứ hai là nó lại có một cái vai trò đặc biệt quan trọng, đó là mang lại cái dòng tiền thu nhập thụ động hàng năm cho chúng ta cao, tốt. Từ đó thì hướng đến trước tiên là tự do tài chính, sau đó là xây những cái nguồn lực để phát triển cái gia sản của chúng ta, tái đầu tư trong tương lai rất tốt đấy. Và tuy nhiên thì ở phần này anh Phục ạ, có lẽ là nó sẽ tương đối phức tạp với các cá nhân, các nhà đầu tư mà không chuyên. Vậy thì một cái câu hỏi phụ thêm đó là ở các cái quốc gia phát triển đấy, cái việc mà mọi người sử dụng cái kênh đầu tư tài chính để làm một cái phương tiện mà chúng ta tích lũy phát triển cái tài sản cũng như xây dựng gia sản cho gia đình ấy, thì liệu họ tự làm hay là có cách thức gì để hỗ trợ người ta không? Cái này nó xuất phát từ cái truyền thống là khá là bí hiểm của người phương Đông. Người phương Đông là như kiểu là âm, còn người phương Tây là dương. Dương tức là họ lộ hơn, người phương Đông thì lại kín hơn. Thế do đó là nó cũng từ đó nó tác động đến cái việc là đầu tư ở mọi mặt. Tôi lấy ví dụ như là các nước phát triển như Mỹ, như châu Âu vân vân ấy, thì cái tỷ lệ các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường tài chính thì nó lên đến khoảng độ 70-80%. Ngược lại thì ở các nước châu Á, kể cả phát triển như Đài Loan chẳng hạn, thì nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng độ 70-80%. Ở Việt Nam thậm chí nhà đầu tư cá nhân chiếm đến khoảng độ gần 90%. Đó, gần 90%. Và cái hệ lụy này xảy ra là gì? Là thứ nhất là cái hiệu quả đầu tư của các cái nhà đầu tư ở nước ngoài họ ổn định hơn, bởi vì họ nhờ các cái quỹ chuyên nghiệp đầu tư. Đó, thì ở trong Việt Nam thì hiệu quả cực kỳ kém. Anh chị nghe cái nội dung này trao đổi giữa tôi và Nam chẳng hạn, thì anh chị có thể về hỏi những người xung quanh chúng ta, những người từng tham gia cổ phiếu, có ai được lãi đến bây giờ không? Hay là hỏi 10 người thì 9 người bảo tôi lỗ, tôi phải chạy đi, hoặc cả 10 người đều lỗ. Đó, thì đấy chính là cái hệ quả mà tự đầu tư. Nhưng vì sao lại xảy ra cái câu chuyện là tự đầu tư mà kém như vậy? Bởi vì về cơ bản thì đó là nhà đầu tư chưa có đủ nguồn lực để họ phân tích đánh giá cổ phiếu, trong khi trên thị trường đội lái rồi là làm giá rồi là thậm chí cổ phiếu rác là khá nhiều, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là nhà đầu tư cá nhân thì họ lại dựa trên cảm xúc rất nhiều, họ không kỷ luật được bằng tổ chức, thế do đó hiệu quả nó kém hơn rất nhiều. Rồi nhà đầu tư cá nhân thì lại có tham gia thị trường chứng khoán thì thường giao dịch quá nhiều, từ đó là trả phí thuế rất là lớn đó, và nó ảnh hưởng đến kết quả rất nhiều. Vậy thì nguyên nhân đâu mà khiến cho nhà đầu tư biết lỗ mà vẫn cứ lao vào, đúng không? Bởi vì đó là một cái điểm yếu của người Việt Nam cũng như người châu Á nói chung, đó chính là thường là cũng khá là tự tin vào bản thân, và cái thứ hai là không tin tưởng vào người khác. Thì câu chuyện không tin tưởng vào người khác thì lại có hai nguyên nhân. Một là cái vấn đề đạo đức trong cái việc gọi là hùn vốn làm ăn vân vân, giao cho ông này ông kia thì ở châu Á có vẻ kém hơn. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái thói quen họ không muốn gửi tài sản mình cho người khác. Đó, thế do đó là xảy ra những cái câu chuyện rất là đáng tiếc như vậy. Chính vì thế cho nên là AZFIN cho rằng quý vị nhà đầu tư ấy, chúng ta cũng cần phải
nên cởi mở hơn trong cái vấn đề này, trong đầu tư. Thì để có hiệu quả thì quý vị nhà đầu tư nên tham gia với một cái tỷ trọng ít ít dần và phân bổ một cách gọi là đều đủ đa dạng, để từ đó làm giảm thiểu các cái rủi ro về đạo đức nhưng mà vẫn đạt được cái hiệu quả tốt. Bên cạnh đó thì để lựa chọn những cái nhà tư vấn hỗ trợ trong cái việc là quản lý gia sản và đầu tư ấy, thì cần phải lựa chọn rất kỹ càng và bài bản. Rất kỹ càng và bài bản với những cái tiêu chí gọi là rất rõ ràng về đạo đức, về hiệu quả cũng như là về các cái chiến lược đưa ra. Đó, nó phải phù hợp và nó phải lâu dài thì từ đó mới có thể tốt được. Thì ví dụ ở trường hợp này thì AZFIN Việt Nam thì cũng có chương trình quản lý gia sản cho các anh chị. Thì AZFIN Việt Nam đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu đó. Thứ nhất là về cái việc là tài sản thì AZFIN Việt Nam không cầm tài sản của anh chị, mà anh chị thực hiện trên chính những cái tài khoản, chính những cái bảo mật của các anh chị. Thế do đó là không có cái rủi ro liên quan đến mất tài sản. Cái vấn đề thứ hai ấy là liên quan đến cái việc chiến lược đầu tư. Thì AZFIN Việt Nam thì áp dụng cái chiến lược liên quan đến đầu tư giá trị như ngài Warren Buffett hay là Benjamin Graham, để từ đó vận hành cái danh mục nó mang tính chất bền vững hơn, hiệu quả hơn. Cái thứ ba đó là AZFIN Việt Nam thì cũng hướng đến cái câu chuyện ở đây, đó là kênh đầu tư tài chính chỉ là một phần nhỏ trong cái việc quản lý gia sản chung mà thôi. Thậm chí AZFIN Việt Nam có thể cơ cấu lại tài sản cho các anh chị để định hướng làm sao chúng ta phân bổ một cái tỷ trọng vừa phải, hợp lý và đặt cái kênh ý đúng với cái mục tiêu tài chính trong dài hạn của mình. Đó, thế do đó là có thể phát triển một cách bền vững hơn. Đó, thì đấy là cái chia sẻ thêm với quý vị như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phục. Trong phần trao đổi vừa rồi thì hy vọng là anh Phục cùng với Nam và AZFIN đã có thể giúp cho quý vị anh chị chúng ta có những cái hiểu biết nhiều hơn, rộng hơn về câu chuyện của quản lý gia sản, không những ở Việt Nam mà là bức tranh ở trên thế giới, đúng không ạ? Qua đó thì AZFIN muốn chúng ta cùng nhau nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn về quản lý gia sản. Nó sẽ không chỉ dừng lại ở góc độ tài chính như anh Phục có chia sẻ rất là nhiều. Hôm nay chúng ta nói rất nhiều đến câu chuyện của văn hóa, chúng ta nói rất nhiều đến câu chuyện của giáo dục đó. Và bản thân AZFIN chúng tôi hoàn toàn tin đó mới là cái nền tảng và cơ sở để giúp cho cái câu chuyện của quản lý gia sản ở Việt Nam hay là trên thế giới nó được bền vững và nó hiệu quả, đúng không ạ? Và vâng, AZFIN mong là chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của quý vị anh chị ở trong những cái nội dung tiếp theo của series quản lý gia sản cho người Việt, với cái mong muốn có thể lan tỏa rộng hơn nữa, sâu hơn nữa tới các quý vị anh chị, các anh chị nhà đầu tư cũng như là tổng thể các cái gia đình tại Việt Nam. Và chúc quý vị anh chị chúng ta thành công ở trong hành trình đầu tư, hạnh phúc ở trong cuộc sống, và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo của chương trình ạ.